Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, mỗi năm vào mùa lạnh, Việt Nam ghi nhận nhiều ca ngạt khí do đốt củi, than hoa, than tổ ong, dùng bếp ga để sưởi ấm trong phòng kín. Gần nhất là vụ việc 3 người trong một gia đình ở Bắc Giang qua đời sau khi được phát hiện ngộ độc khí than trong phòng ngủ đóng kín cửa. Vụ việc lại một lần nữa sóng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của việc sưởi ấm bằng than củi, than tổ ong. Theo đó, vào sáng ngày 28 tháng 1, không thấy cặp vợ chồng ở xã An Hà, huyện Lạng Giang thức dậy nên người thân gọi cửa. Mở cửa ra, họ phát hiện anh chồng 41 tuổi, chị vợ 40 tuổi và con trai nhỏ tuổi tử vong trong phòng kín rộng khoảng 20m². Lãnh đạo xã An Hà cho biết, gia đình gồm 5 người. Đêm qua, cụ bà và cháu nhỏ ngủ ở phòng khác. Những ngày qua, trời giá rét nên có thể gia đình đốt than sưởi ấm nên dẫn tới ngộ độc khí. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Lạng Giang đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân. Theo ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang cho biết, đoàn công tác liên ngành vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 người tử vong do ngộ độc khí than tại xã An Hà, huyện Lạng Giang. Trước mắt, đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang đã thăm hỏi, động viên người thân làm thủ tục để mai táng cho các nạn nhân, theo quy định là 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện Lạng Giang và xã An Hà trao cho gia đình thêm 31 triệu đồng để lo hậu sự. Ông Thắng cho hay, chúng tôi kịp thời đến để trao đổi, hỗ trợ, động viên gia đình. Sự việc rất tiếc khi phát hiện muộn, người thân phát hiện ra thì than trong bếp đã cháy hết, người không còn thở nữa. Hiện các cấp ủy chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình mai táng các nạn nhân theo phong tục tập quán địa phương, dự kiến sẽ hỏa táng ngay trong ngày. Qua sự việc, vị này khuyến cáo người dân, khi thời tiết lạnh giá, nhiệt độ xuống thấp, không nên đốt than củi sưởi ấm trong phòng kín. Việc này sẽ tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc khí than. Vì trước đó, Bắc Giang đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự. Cụ thể, các bác sĩ khoa cấp cứu, hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang điều trị tích cực cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc nặng khí CO do đốt than củi sưởi ấm. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân NTM, nữ, 63 tuổi, ở Quyến Đông, Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nhập viện vào lúc 4 giờ ngày 25 tháng 1, trong tình trạng hôn mê sâu. Theo lời kể của người nhà, tối hôm trước, mở đốt củi sưởi ấm và đóng kín cửa để ngủ. Đến 3 giờ sáng, con của bệnh nhân phát hiện mẹ đang trong tình trạng hôn mê sâu nên vội đưa bà mờ đến trung tâm cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra, các bác sĩ thấy bệnh nhân có nồng độ CO2 trong máu cao. Bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán ngộ độc khí CO. Sau một ngày được cấp cứu kịp thời và điều trị tích cực, bệnh nhân không phải thở máy, ý thức cải thiện. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi, điều trị theo phác đồ. Trường hợp thứ hai là cụ bà LTN, 90 tuổi, ở xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Nhập viện lúc 10 giờ ngày 26 tháng 1, trong tình trạng lơ mơ, giảm ý thức, được chẩn đoán ngộ độc khí CO. Con trai bệnh nhân cho biết, do thời tiết lạnh quá nên cụ đã dùng củi đốt trong phòng kín để sưởi ấm. Khi người nhà đi làm về, phát hiện cụ trong tình trạng lơ mơ, mất ý thức, nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu. Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tích cực tại khoa cấp cứu hồi sức tích cực 2. Thạc sĩ bác sĩ Lê Xuân Quý, người trực tiếp điều trị cho 2 bệnh nhân trên cho biết, rất may, cả 2 bệnh nhân đều được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã cấp cứu thành công và hiện chưa để lại biến chứng đáng tiếc nào. Trước đó, ngày 24 tháng 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc khí CO, carbon monoxide. Theo đó, đơn vị này vừa tiếp nhận 2 vợ chồng ở Lộc Bình, Lạng Sơn ngộ độc do đốt than hoa sưởi ấm trong nhà. Khi người nhà phát hiện, người chồng 61 tuổi đã rơi vào tình trạng mê man, gọi hỏi không biết, tím tái toàn thân. Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc khí CO, hiện đang được thở máy, hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Vợ bệnh nhân cũng ngộ độc khí CO nhưng mức độ nhẹ hơn nên đang được điều trị tại Trung tâm Y tế tuyến huyện. Một trường hợp khác cũng ngộ độc khí CO đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn là bệnh nhi ở thành phố Lạng Sơn. Trẻ vào viện trong tình trạng lơ mơ, tím môi. Trước đó ở nhà, mẹ bé đặt than củi trong buồng tắm kín cho trẻ đi tắm. Khoảng 40 phút sau, gọi không thấy trẻ trả lời. Mẹ phát hiện trẻ nằm bất tỉnh trong phòng tắm và được gia đình đưa đi cấp cứu. Khi vào viện, trẻ được thở oxy dòng cao, hồi sức tích cực. May mắn, hiện bệnh nhân đã phục hồi tốt. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, sức khỏe tạm ổn định. Từ lâu, việc đốt than củi, than hoa hay than tổ ong để sưởi ấm đã trở thành một thói quen phổ biến ở vùng nông thôn. Nhiều gia đình có phụ nữ sau sinh, người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ
thường đốt than trong phòng ngủ, phòng tắm để sưởi ấm vào mùa lạnh. Theo nhiều người, ngoài việc làm ấm cơ thể, sưởi ấm bằng than còn giúp tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, đây là thói quen nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người. Theo nhiều bác sĩ và chuyên gia, việc đốt than hoa, than củi trong nhà hay trong phòng kín sẽ làm tiêu hao oxy, đồng thời sản sinh ra hai khí cực độc là CO2 và CO. Trong đó, khí CO2 khi hít phải gây ngộ độc rất nhanh. Chỉ sau vài phút, bệnh nhân bị ngạt thở do thiếu oxy, lịm dần rồi hôn mê, không còn khả năng kháng cự, dẫn đến tử vong. Đó là điều rất nguy hiểm, dẫn đến nhiều trường hợp thương tâm do dùng than sưởi trong phòng kín. Quá trình nhiễm độc khí xảy ra rất nhanh. Khi cảm thấy cơ thể bất thường, bệnh nhân gần như đã rơi vào tình trạng ngộ độc, khó nhận thức, không còn khả năng ứng phó và tự ra khỏi khu vực có khí độc, lịm dần. Ngộ độc khí CO có thể gây ra tổn thương não khó hồi phục nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Một số trường hợp ngộ độc nặng sẽ dẫn tới tử vong. Mặc dù được cảnh báo khá nhiều, tuy nhiên nhiều người vẫn coi thường mức độ nguy hiểm của thói quen này. Nhiều chuyên gia chống độc khuyến cáo mọi người tuyệt đối không đốt củi, đốt than để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, kể cả dùng khí ga. Bởi khi đốt, oxy sẽ tiêu hao dần, trong khi CO độc hại sẽ ngày càng tăng. Để tránh hệ lụy đáng tiếc, chúng ta chỉ dùng bếp than, bếp củi để sưởi ấm trong điều kiện ngoài trời hoặc phòng thoáng khí, có mở cửa hoặc ô thoáng để thông khí. Khi phát hiện người bị ngạt khí CO, cần nhanh chóng mở hết tất cả các cửa để không khí tràn vào nhà và đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc. Đồng thời, lập tức đưa tới bệnh viện để cấp cứu và điều trị kịp thời. Nếu bệnh nhân thở yếu, bất tỉnh, cần hà hơi, thổi ngạt, ép tim, thời gian tách khỏi khí CO càng sớm, người bệnh càng có cơ hội sống, hồi phục. Còn hôn mê quá lâu do khí CO, não thiếu oxy sẽ để lại những di chứng lâu dài về thần kinh. Các chuyên gia cũng cho biết, trường hợp ngộ độc nhẹ tuy không gây tử vong, nhưng cũng sẽ gây nên những tổn thương não khó hồi phục. Di chứng thần kinh, tâm thần gặp ở nhiều trường hợp ngộ độc CO. Sau khi hồi phục, người bệnh thay đổi tính cách, giảm trí nhớ, giảm tập trung, liệt nửa người, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, cử động chậm, tay chân cứng và run, cơ mặt bị liệt. Những biểu hiện này được gọi là hội chứng thần kinh, tâm thần muộn, chiếm tới 40% trường hợp nạn nhân bị ngộ độc khí CO. Vậy nên trong những ngày giá rét này, thay vì sử dụng than, củi, ga để sưởi ấm trong phòng, mọi người có thể sử dụng nhiều biện pháp giữ ấm khác như dùng đèn sưởi, quạt sưởi bằng điện, mặc đủ ấm, sử dụng chăn đệm, che chắn để tránh gió lùa. Thưa quý vị, những ngày qua, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe của người dân. Để chống chọi với giá rét, nhiều người đã sử dụng các biện pháp sưởi ấm. Trong đó, việc đốt than củi ở không gian kín tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm. Qua những vụ việc thương tâm nêu trên, người dân cần nâng cao ý thức trong việc sử dụng các biện pháp sưởi ấm mùa đông. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.